Đại lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch tại các cơ sở thờ tự như là đền, chùa, tổ chức nhiều hoạt động tín ngưỡng. Theo đó, lượng người dân tập trung tham gia lễ tăng đột biến, kèm theo lượng hương khói, vàng mã được đốt cũng sẽ nhiều hơn so với ngày thường. Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, những ngày này công tác kiểm tra tuyên truyền nâng cao ý thức về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này được chú trọng hơn, ghi nhận tại một phường trung tâm với nhiều cơ sở thờ tự ở thành phố Đà Nẵng. Bên trong chùa Pháp Lâm, phường Nam Dương, thành phố Đà Nẵng, nhiều bình cứu hỏa xách tay được trang bị đầy đủ ở các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao như khu vực thắp hương, khu vực nhà bếp, khu vực chánh điện. Việc bố trí đầy đủ và sử dụng thành thạo bình chữa cháy đã xử lý kịp thời các vụ cháy nổ chập điện từng xảy ra tại chùa. Vừa rồi thì tuy cũng xảy ra vài sự cố chập điện đó, cho nên nhà chùa cũng sẵn sàng là cứu chữa tại chỗ, cho nên không xảy ra sự kiện đáng tiếc. Cho nên nói như vậy, trong nhà chùa mấy thầy phải chuẩn bị tinh thần trước, cho nên bất cứ việc gì mà xảy ra cái hỏa hoạn là mấy thầy mới dập lên tại chỗ. Còn tại chùa Bát Nhã, mỗi người dân du khách đến lễ chỉ được thắp một nén nhang một lần duy nhất ở vị trí ngoài sân. Tại khu vực thắp nhang luôn có người trông coi, nếu quá nhiều nhang được thắp sẽ được xử lý ngay, không để rơi vãi cháy lan sang khu vực khác. Mỗi người một cây nhang thôi. Còn đây là ở phần thắp nhang tại đây, còn ở trên chính điện hoặc là nhà tổ thì không có bắt nhang để hạn chế và tuyệt đối không với vàng mã để chống phòng chống cháy nổ. Là địa bàn có đến 5 cơ sở thờ tự, chủ yếu phân bổ tại khu dân cư đông đúc, Ủy ban Nhân dân phường Nam Dương đã thành lập các tổ công tác kiểm tra hệ thống trang thiết bị, lối thoát hiểm, hệ thống điện, khu vực sử dụng lửa và yêu cầu các cơ sở này khắc phục những thiếu sót. Để đảm bảo an toàn, tổ công tác cũng yêu cầu ban quản lý các cơ sở thờ tự cần thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người dân, du khách chấp hành các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Phường đã thông báo đối với các cơ sở thờ tự để chấp hành nghiêm cái việc mà phòng cháy chữa cháy. Trong đó là các phương tiện phòng cháy chữa cháy, tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đồng thời là vận động các chùa cùng với địa phương là cũng không có đốt giấy vàng mã trong các mùa lễ hội. Cũng như cái việc mà đốt hương thì cũng sẽ có người thường xuyên chăm sóc. Sắp tới sẽ kiểm tra lại và như là tổ chức tuyên truyền hướng dẫn để cho như là các Phật tử tại chùa như là nắm rõ được và thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Cơ sở thờ tự lâu nay vẫn được xác định là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Hơn bao giờ hết, ban quản lý các khu di tích, đền chùa cần thực hiện đúng và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, ý thức của người dân cũng cần được nâng cao, góp phần bảo vệ các giá trị văn hóa và tài sản tính mạng của bản thân.